Tử Vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960, tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử Vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong những năm gần đây, khoa học ngày càng phát triển đã tác động một cách sâu sắc, toàn diện tới đời sống của con người. Việc khám phá, giải thích và đưa ra những phán đoán về các hiện tượng tự nhiên, xã hội, tư duy của con người luôn là những đề tài hấp dẫn nhất. Có thể thấy, việc khám phá, luận giải những tiềm ẩn của con người là một lĩnh vực luôn được mọi người quan tâm, tìm hiểu và xem trọng. Chính vì thế, tử vi phong thủy sẽ giúp các gia chủ có thể thay đổi vận mệnh, nắm bắt những cơ hội để thành công. Và tiếp theo, trong phần luận giải tử vi từng con giáp và từng tuổi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vận trình của những gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu và chi tiết cát hung nạp vận của mệnh chủ. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong video ngay sau đây của chúng tôi và nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lục Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mà âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Những người sinh vào năm Canh Tý 1960 có ngũ hành bản mệnh Bích Thượng Thổ. Thiền định, người tuổi Canh Tý bản tính hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến, quý trọng. Họ là người thông minh, thành thạo nhiều thứ, trí thú. Họ biết quan tâm đến người khác, họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định. Bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất. Và khi gặp tình huống nguy hiểm, họ đều có lối thoát tối ưu. Họ ít khi biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã ưu ái ai thì là người được họ đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này đều rất tiết kiệm. Họ có của nhưng không sử dụng bừa bãi. Quý âm thủy gặp Tý dương thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Canh Tý trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Bản mệnh nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột gây ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình. Dự báo trong tháng 4 âm lịch này, công việc không phải lúc nào cũng được như mong đợi của người tuổi Canh Tý. Tuy nhiên, hầu như tuổi Canh Tý đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm, nên may mắn về sự nghiệp gần như là không có. Những người tự làm chủ cũng không còn vất vả với kế hoạch, dự án nhiều. Đến tuổi này, việc bản mệnh cần làm là quan tâm đến sức khỏe và dành thời gian chăm lo cho gia đình của mình. Ngoài ra, mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu, vá vai. Qua sự việc lần này, bản mệnh hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn và có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Bước sang tháng 4 âm lịch, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 4 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Canh Tý nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, truyền khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Canh Tý trong tháng 4 âm lịch
qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Tử vi tháng 4 âm lịch tuổi Canh Tý cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn, chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Trong tháng, người tuổi Canh Tý có thể mong đợi rất nhiều may mắn để kiếm tiền so với các tháng trước. Tuy nhiên, bản mệnh đã bước vào tuổi trung niên, một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe quan trọng hơn tất thảy. May mắn, quý nhân cũng sẽ nâng đỡ, giúp quý gia chủ nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân. Song không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Với những người làm lãnh đạo thì thời điểm này kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn của bạn rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Ngoài ra, quý gia chủ nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng. Đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp quý gia chủ lấy lại tinh thần. Để may mắn và thuận lợi trong công danh, tài lộc, gia chủ tuổi Canh Tý nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo, đi kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ hai, về mặt tài lộc. Những người tuổi Canh Tý bước sang tháng 4 âm lịch có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bản mệnh sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà bản mệnh chưa bao giờ đạt được trước đây. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bản mệnh không biết cân đối tài chính thì tiền sẽ không cánh mà bay. Bên cạnh đó, quý gia chủ cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Còn với những người làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít. Nếu quý gia chủ cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu để có thể có một khoản để dành cho sau này. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, thân, tí, thìn. Đây là vật phẩm được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Bước sang tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ của người tuổi Canh Tý không được suôn sẻ. Những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe. Thỉnh thoảng trong cuộc sống có thể cãi nhau về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Bởi vì hai người đã sống với nhau trọn đời, vì vậy đã biết về nhau rất rõ và có thể thể hiện sự bao dung cho nhau. Bên cạnh đó, trong tháng 4 âm lịch này, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề còn tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm gia đình. Để tăng cường vận khí và giúp con đường tình duyên được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Canh Tý nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Canh Tý trong tháng 4 âm lịch không có vấn đề gì đáng phải lo ngại. Tinh thần của người tuổi Canh Tý có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Hơn nữa, ở độ tuổi lục tuần nên sức khỏe của bản mệnh đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Đều do bản mệnh chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Cho nên bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Để tăng cường sức khỏe, trí não được tinh thông, minh mẫn, những gia chủ tuổi Canh Tý nên mang bên mình minh quang pháp bảo.
Khi mang vật phẩm theo bên mình sẽ giúp bản mệnh được khỏe mạnh và ổn định, tinh thần lạc quan, vui vẻ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 4 âm lịch để quý gia chủ tuổi Canh Tý có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục. Xung hợi hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng, bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 4, tức ngày 22 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, canh ngọ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 4, tức ngày 3 tháng 6 dương lịch, nạp giáp, nhâm ngọ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể có được công việc thuận lợi. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 6 tháng 4, tức ngày 17 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Ất Sửu, nạp âm Hải Trung Kim. Thứ hai, ngày âm lịch 18 tháng 4, tức ngày 29 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Đinh Sửu, nạp âm Giản Hạ Thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi tuổi Canh Tý trong tháng 4 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về tử vi, phong thủy. Quý gia chủ có thể tìm hiểu thêm về những vấn đề, dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản mệnh. Xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin trong phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những đóng góp, ý kiến giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.